Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Tham dự có ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và lãnh đạo ngành thể dục thể thao 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cùng dự. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các đội tập huấn tại trung tâm tham dự 24 giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế, đạt 293 quy chương các loại. Có 111 quy chương vàng, 93 quy chương bạc và 89 quy chương đồng. Trong đó có 21 quy chương quốc tế tại giải bơi Budapest mở rộng. Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết tất cả các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia đều bị trì hoãn. Vì vậy, trung tâm đã tổ chức thi đấu nội bộ một số môn thể thao nhằm sóc lại tinh thần, tạo điều kiện cho các vận động viên thể hiện kỹ năng, bản lĩnh, qua đó tự tin bước vào các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần 2022 được Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ tặng giấy khen.